Wow, đẹp quá. Ôi, anh nghe nhận sắp bắt được rồi. Bon Bon TV. Chào hai anh em. Chào các bạn. Hôm nay con có trò gì chơi đấy? Cho tụi bông bóng ra phòng. Wow, rất nhiều các cái que thổi bong bóng đúng không? Xem nào. Wow, đẹp chưa? Đây nữa này, anh nghe nhận có một cái que thổi bong bóng khổng lồ đúng không? Vui nhỉ? Bây giờ bố cũng sẽ chơi nhá, chơi cùng con nhá. Đây này, bố có một que thổi bong bóng này, rất nhiều này. Bây giờ bố thổi xong con đi bắt nhá. Wow, rất nhiều. Cảm thấy đẹp không? Bố thổi ra xong hai anh em thử đi bắt nào. Thích không? Wow, đẹp chưa, không cần phải thổi này. Wow. Wow, đẹp chưa, Bon? Chạy đi bắt đi con. Wow. Đẹp nhỉ? Wow. Một quả bóng khổng lồ các bạn ạ. Nó bay đi đâu đấy? Bon có thích không? Wow, quả bóng đẹp chưa? Bắt đi con. Wow, những quả bóng to quá nhỉ. Bon kìa. Ôi, người nhện em thấp quá không với được rồi. Chạy lên đi con, nhanh lên. Ôi, nó bay mất rồi. Wow, quả bóng to chưa? Con không bắt được à? Wow. To lắm. Wow, đây bò này, nhiều quá. Bắt đi con. Wow. Nhiều không con? Kia nữa kìa. Rất nhiều bong bóng xà phòng các bạn ạ. Nhìn nhện em không bắt được rồi. Kiếm nữa, bắt quả to con kìa. Rất nhiều bóng bay con này. Wow. Wow, đẹp chưa?
Ôi anh nghề nhện thật là siêu, tạo ra những quả bóng to nhỉ. Nào bọn tiếp tục đi. Em không bắt được rồi. Giờ anh nghề nhện cho em thử làm bóng cái gì à? Xong giờ anh nghề nhện đi bắt đi. Wow, quả bóng to chưa? Wow, wow. Anh nghề nhện không bắt kịp rồi. Con quay ngược lại đi. Quay ngược lại. Đấy. Wow, đẹp chưa? Đẹp chưa? Wow. Thật là đẹp. Bùm. Tiếp tục đi con. Wow. Nổ mất rồi. Tiếp tục nào. Wow. Wow đẹp quá. Ôi anh nghề nhện sắp bắt được rồi. Con tiếp tục đi. Những quả bóng sau phòng to nhỉ. Con làm nhẹ thôi mới được chứ. Nổ rồi. Tiếp tục. Anh nghề nhện dùng cái này đi. Anh tạo thật nhiều bóng cho em chơi nữa. Wow, nhiều bóng chưa? Hai em chơi nhiều bóng quá. Wow. Wow, một quả bóng to này. Rất nhiều bóng các bạn ạ. Wow, những quả bóng đang bay về phía đây này. Quay đi bố bắt cho nào. Con tạo bóng đi. Wow. Con tiếp tục làm đi con. Wow 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 wow. Ôi kìa. Wow, đẹp nhỉ. Wow, quả bóng to quá. Wow, wow, wow. Wow. Các bạn nhỏ có thích chơi trò chơi bong bóng xong hồng không? Rất đẹp này. Wow, rất nhiều nhé. Wow, một quả bóng to chưa? Wow. Đúng rồi nha. Đấy. Wow, to chưa? Wow, một quả bóng này. Đây nữa này bọn ạ. Wow, quả bóng đẹp chưa? Con mệt chưa? À thế à. Thế thôi ta nghỉ tí nhỉ. Con ơi,
Nguyên Điện em ơi, tôi đang nghỉ tí nhá. Sau rồi hôm sau ta chơi tiếp nhá. Hôm nay con chơi có vui không? Anh Nguyên Điện chơi có vui không? Rồi con với anh Nguyên Điện chào các bạn nhỏ đi nào. Hẹn gặp lại hai anh em nhá. Tạm biệt. Wow. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.